Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Học liệu Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào quý độc giả. Học ngoại ngữ không chỉ là học về chữ cái, ngữ pháp, cấu trúc câu từ mà còn học hỏi nghiên cứu về văn hóa xã hội của đất nước đó. Đó là lý do hôm nay, trong chuyên mục sách hàng tuần, Bộ phận Học liệu xin giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Xã hội Hàn Quốc hiện đại, Hòn Tê Hàn Quốc thuê Sa Huê do Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản. Cuốn sách gồm 10 chương xoay quanh về xã hội hiện đại Hàn Quốc. Chương 1, sự hình thành xã hội Hàn Quốc đương đại, truyền thống và hiện đại. Chương 2, phát triển kinh tế và công nghiệp hóa, biến động chính trị của Hàn Quốc. Chương 3, quá độ dân số trong xã hội của Hàn Quốc. Chương 4, giáo dục nghề nghiệp và cơ cấu giai tầng. Chương 5, xã hội dân sự Hàn Quốc và NGO. Chương 6, sự biến đổi của gia đình Hàn Quốc. Chương 7, tôn giáo của Hàn Quốc hiện nay. Chương 8, quan hệ xã hội của người Hàn Quốc. Chương 9, biến đổi văn hóa của Hàn Quốc hiện nay. Và chương 10, xã hội Hàn Quốc thế kỷ 21, tương lai và sự biến đổi mới. Đặc biệt, ở mỗi chương sách sẽ thiết kế biểu đồ hay bảng biểu minh họa cho vấn đề xã hội mà sách đang nói, giúp bạn đọc có cái nhìn chính xác, tin cậy và khách quan khi nghiên cứu cuốn sách. Nếu có nhu cầu tìm đọc, quý độc giả hãy đến với Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Học liệu nằm ở tầng 2 tòa nhà C3, khoa Pháp. Trung tâm rất hân hạnh được đón tiếp các bạn. Cảm ơn quý độc giả đã xem.